Tổng thống Putin tuyên bố không nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố phá hủy kho lưu trữ vũ khí nước ngoài tại Ukraine. Ukraine thúc ép phương Tây tăng cường đào tạo phi công F-16. Tổng thống Putin cảnh báo tấn công nước cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine đánh vào Nga. Mỹ dự báo tàu chiến Nga sắp diễn tập ở vùng Caribe trong mùa hè này. NATO thành lập phi đội kiểm soát trên không tại Biển Đen. Xin kính chào và cảm ơn quý vị khán giả đang dành thời gian theo dõi kênh Nghệ An TV, kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An trên nền tảng YouTube. Tại đây chúng tôi luôn cập nhật những thông tin thời sự mới nhất, hấp dẫn nhất mỗi ngày. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Tối ngày 5 tháng 6, trong buổi phỏng vấn kéo dài 3 tiếng với các phóng viên quốc tế tại Saint Petersburg, Tổng thống Putin đã phủ nhận khả năng nối lại đàm phán hòa bình với Nhật Bản, cho đến khi Tokyo thay đổi quan điểm về Ukraine. Khi trả lời câu hỏi của Kyodo News về việc liệu Nga có tiếp tục đàm phán hòa bình với Nhật Bản hay không, ông Putin nói, tất cả mọi chuyện xảy ra đều do Nhật Bản gây ra. Nga và Nhật Bản vẫn đang vướng mắc trong tranh chấp lãnh thổ ở quần đảo Kuril và hai nước chưa ký hiệp ước hòa bình kể từ Thế chiến thứ hai. Tổng thống Putin khẳng định Nga không từ chối tham gia vào một cuộc đàm phán hòa bình, nhưng để điều đó xảy ra, Nhật Bản trước tiên cần thay đổi quan điểm của mình về cuộc chiến ở Ukraine. Hầu hết, các cam kết giữa Moscow và Tokyo về vấn đề tranh chấp lãnh thổ đã rơi vào bế tắc sau khi Nga bắt đầu cuộc chiến với Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tokyo đã cùng với các đồng minh phương Tây, bao gồm Mỹ và các nước G7 khác, áp đặt các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc đối với công dân Nga, bao gồm cả ông Putin, cũng như các doanh nghiệp và thực thể liên quan khác. Tại hội nghị Yalta năm 1945, Liên Xô đồng ý điều quân tham gia cùng các đồng minh phương Tây trong cuộc chiến chống phát xít Nhật Bản và tiến hành chiến dịch quân sự tại mặt trận phía Đông. Đổi lại, Nga được nhận một số vùng lãnh thổ từ Nhật Bản, bao gồm quần đảo Kuril. Tuy nhiên, sau cuộc chiến, Nhật Bản phủ nhận chủ quyền của Liên Xô đối với quần đảo Kuril, mà Nga gọi là quần đảo Nam Kuril. Do tranh chấp này, Nga và Nhật Bản chưa từng ký kết hiệp ước hòa bình và về mặt pháp lý, hai nước vẫn trong tình trạng xung đột. Đáp lại những tuyên bố hôm 5 tháng 6 của ông Putin, người phát ngôn hàng đầu của chính phủ Nhật Bản, Hayashi Yoshimasa nhấn mạnh rằng điều đó là không công bằng và hoàn toàn không thể chấp nhận được. Ông Yoshimasa cho biết tuyên bố của Tổng thống Putin đồng nghĩa với việc đẩy mọi trách nhiệm sang Nhật Bản. Thừa nhận mối quan hệ với Moscow đang ngày càng xấu đi vì cuộc chiến ở Ukraine, song ông Yoshimasa khẳng định Tokyo sẽ tiếp tục duy trì chính sách giải quyết các vấn đề tồn tại và ký kết hiệp ước hòa bình với Moscow. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quân đội nước này tấn công địa điểm lưu trữ vũ khí và thiết bị do quân đoàn nước ngoài sử dụng để chiến đấu ở Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga nêu rõ, bằng máy bay tác chiến, chiến thuật, máy bay không người lái, lính tên lửa và pháo binh, lực lượng vũ trang Liên bang Nga đã phá hủy các kho vũ khí và thiết bị quân sự của nhóm tác chiến, chiến lược Hotisa của lực lượng vũ trang Ukraine và các máy bay chiến đấu của quân đoàn nước ngoài tại đây. Các mục tiêu bị tấn công khác bao gồm nơi lưu trữ máy bay không người lái, các điểm tập trung binh lính và thiết bị quân sự tại 118 khu vực. Ngoài ra, hệ thống phòng không của Nga đã phá hủy 55 máy bay không người lái của Ukraine. Lực lượng Nga cũng nhắm đến các cơ sở năng lượng, công nghiệp quốc phòng và liên lạc quân sự của Ukraine để trả đũa các cuộc tấn công vào cơ sở hạ tầng dân sự tại các thành phố của Nga. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết, quân đội Nga hành động cẩn thận, tránh tấn công vào các tòa nhà dân cư và cơ sở hạ tầng xã hội. Trước đó ngày 4 tháng 6, ông Dmitry Peskov cảnh báo rằng, bất kỳ quân nhân nước ngoài nào được cử tới Ukraine sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp trong các cuộc tấn công của Nga, bất kể họ đến từ Pháp hay quốc gia khác. Bình luận của ông Peskov được cho là ám chỉ kế hoạch của Pháp gửi quân nhân huấn luyện đến Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhiều lần nhấn mạnh rằng không loại trừ khả năng các thành viên NATO đưa quân tới Ukraine. Chia sẻ với các phóng viên, ông Peskov cho biết, thực tế là bất kỳ quân nhân huấn luyện nào tham gia huấn luyện cho binh sĩ Ukraine đều không có quyền miễn trừ. Việc họ có phải là người Pháp hay không không quan trọng. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cho biết có nhiều dấu hiệu cho thấy các quân nhân huấn luyện người Pháp đã và đang hoạt động tại Ukraine. Ông Lavrov cảnh báo rằng, dù là thành viên lực lượng vũ trang Pháp hay binh sĩ nước ngoài, họ đều là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang Nga. Tuần trước, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng nhấn mạnh rằng các quân nhân huấn luyện của phương Tây đã hiện diện tại Ukraine từ lâu. Nói về thông tin trên, Tổng thống Putin cho biết có những chuyên gia dưới vỏ bọc binh sĩ nước ngoài. Ông nói thêm rằng điều đó không phải mới mẻ gì. Ông khẳng định họ sẽ bị quân đội Nga đánh bại và chúng tôi sẽ làm những gì mình cho là cần thiết.
bất kể là ai đang ở trên lãnh thổ Ukraine. Ông chủ điện Kremlin nhấn mạnh, họ nên nhận thức được điều này. Trước đó hôm 27 tháng 5, tư lệnh cấp cao của Ukraine thông báo các cuộc đàm phán đang được tổ chức với Pháp về việc cử huấn luyện viên quân sự tới nước này. Pháp chưa xác nhận họ sẽ điều động nhân sự. Tờ Reuters cho biết, Pháp đang cố gắng thành lập và lãnh đạo một liên minh các quốc gia cung cấp quân nhân huấn luyện cho Kiev. Ban đầu, Paris sẽ cử một số lượng nhân sự hạn chế để đánh giá tính khả thi trước khi cử hàng trăm người hướng dẫn tới Ukraine. Khóa huấn luyện sẽ tập trung vào việc rà phá bom mìn và bảo trì các thiết bị do phương Tây sản xuất, bao gồm cả máy bay chiến đấu. Paris cũng sẽ tài trợ, trang bị và huấn luyện cho một lực đoàn cơ giới của Ukraine. Hồi tháng 3 năm nay, Bộ Quốc phòng Nga công bố báo cáo cho thấy ít nhất 13.387 binh sĩ nước ngoài đã đến Ukraine và chiến đấu cùng quân đội Kiev, trong đó khoảng 5.962 tay súng đã ngã xuống. Moscow từng tuyên bố hạ số lượng lớn binh sĩ người Pháp ở Ukraine. Tuy nhiên, Paris đã bác bỏ. Chuyên gia quân sự ở vùng Lyha Lugang Vitaly Kiselev cho biết rằng hơn 1.000 binh sĩ thuê Pháp đang có mặt ở Donbass, miền đông Ukraine. Theo chuyên gia này, các đơn vị đặc biệt của một số nước châu Âu hiện cũng có mặt tại chiến trường Ukraine. Mặc dù vậy, đến nay các nước phương Tây về cơ bản phủ nhận đã triển khai lực lượng quân sự ở Ukraine. Biểu với đại diện các hãng thông tấn quốc tế, bên lề diễn đàn kinh tế quốc tế Saint Petersburg hôm 5 tháng 6, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho rằng Moscow vẫn có thể ký thỏa thuận hòa bình với một cá nhân khác ở Ukraine, ngay cả khi Tổng thống đương nhiệm đã hết nhiệm kỳ. Tổng thống Putin cho biết hiến pháp Ukraine không đề cập đến khả năng kéo dài nhiệm kỳ của Tổng thống qua tình trạng thiết quân luật. Ông Putin nói, giới lãnh đạo hiện tại của Ukraine đã quyết định không tham gia cuộc bầu cử. Vì vậy, có những nghi vấn được đặt ra. Điều 103 trong hiến pháp Ukraine nói rằng Tổng thống chỉ được bầu trong 5 năm. Nhà lãnh đạo Nga lập luận rằng, ngay cả trong điều kiện hiện tại, vẫn có những người Ukraine có thể ký một thỏa thuận hòa bình với Nga, nhưng điều đó đòi hỏi phải có sự sẵn sàng của Kiev. Ông Putin nhấn mạnh, chúng tôi nên ký hiệp ước hòa bình với ai, mọi thứ đều có thể được giải quyết, mọi thứ đều có thể được thỏa thuận. Nếu quyền lực được chuyển cho Chủ tịch Quốc hội, chỉ cần sẵn sàng ký hiệp ước là đủ. Ông Putin đã không ít lần khẳng định Tổng thống Volodymyr Zelensky không còn là lãnh đạo hợp pháp của Ukraine. Ông Putin lý giải, không điều khoản nào trong hiến pháp Ukraine nói về gia hạn quyền lực của Tổng thống sau khi nguyên thủ hết nhiệm kỳ. Theo Tổng thống Putin, hiến pháp Ukraine chỉ quy định việc mở rộng quyền lực cho Quốc hội, mà không đề cập đến việc mở rộng quyền lực của Tổng thống. Do vậy, quyền của Tổng thống Ukraine nên được chuyển cho người đứng đầu Quốc hội, bởi vì cơ quan có thẩm quyền hợp pháp duy nhất hiện nay ở Ukraine là Quốc hội. Trước đó, Chủ tịch Duma Quốc gia Hạ viện Nga Vyacheslav Volodin cũng nói rằng khi hết nhiệm kỳ Tổng thống, ông Zelensky không còn quyền phát biểu thay mặt người dân Ukraine nữa. Ông cũng lưu ý bất kỳ thỏa thuận nào với một Tổng thống bất hợp pháp đều vô hiệu và có thể gặp thách thức trong tương lai. Về điều này, Tổng thống Putin mới đây khẳng định Nga luôn sẵn sàng đàm phán với Ukraine nhằm chấm dứt xung đột, nhưng quan trọng là đàm phán với ai. Nhà lãnh đạo Nga cho biết đó là một câu hỏi quan trọng. Chúng tôi nhận thấy rằng tính hợp pháp của nguyên thủ quốc gia đương nhiệm đã không còn nữa. Phản hồi bình luận của ông Putin, Chủ tịch Quốc hội Ukraine Ruslan Stefanchuk tuyên bố, ông Zelensky vẫn là Tổng thống Ukraine, chứng nào đất nước vẫn còn trong tình trạng thiết quân luật. Ông Stefanchuk nói, thật tuyệt vời khi hiến pháp Ukraine được quan tâm ở Nga. Tôi khuyên các độc giả ở Nga nên chú ý đến điều 108.1 rằng, Tổng thống Ukraine sẽ thực thi quyền lực của mình cho đến khi Tổng thống mới được bầu của Ukraine nhậm chức trong các xã hội dân chủ. Điều này được gọi là sự liên tục của quyền lực. Ông nhấn mạnh, đó là lý do ông Volodymyr Zelensky đang và sẽ giữ chức Tổng thống Ukraine cho đến khi kết thúc thiết quân luật, và tất cả những điều này đều phù hợp với hiến pháp và luật pháp của Ukraine. Theo quy định của hiến pháp Ukraine, nhiệm kỳ của Tổng thống Volodymyr Zelensky chấm dứt từ ngày 21 tháng 5 vừa qua. Theo kế hoạch ban đầu, một cuộc bầu cử tổng thống sẽ diễn ra tại Ukraine vào ngày 31 tháng 3 để chọn ra người kế nhiệm ông Zelensky. Tuy nhiên, cuối năm ngoái, ông Zelensky cho biết Ukraine sẽ không tổ chức bất kỳ một cuộc bầu cử nào trong giai đoạn thiết quân luật như hiện nay. Ukraine bắt đầu thiết lập tình trạng thiết quân luật kể từ khi xung đột với Nga nổ ra hồi tháng 2 năm 2022. Kể từ đó đến nay, Quốc hội nước này đã nhiều lần gia hạn thiết quân luật. Hồi đầu năm nay, ông Zelensky tiếp tục nhắc lại việc không thể tổ chức bầu cử do tình hình chiến sự và do nhu cầu huy động nhập ngũ toàn quốc. Hôm 21 tháng 5, ông Zelensky khẳng định, nhiệm kỳ 5 năm của tôi chưa kết thúc, nhiệm kỳ vẫn đang tiếp tục vì tình trạng thiết quân luật.
Latvia sẽ chuyển những chiếc xe bị tịch thu từ các tài xế lái xe khi say rượu cho quân đội Ukraine nhằm giải quyết vấn đề lái xe sau khi uống rượu bia ở quốc gia này, đồng thời tăng cường hỗ trợ cho Kiev. Theo đó, ngày 5 tháng 6, tại một bãi đậu xe ở vùng ngoại ô thủ đô Riga của Latvia, khoảng 100 chiếc xe bị tịch thu từ các tài xế say rượu đang được sửa chữa và cải tạo trước khi gửi đến tiền tuyến Ukraine. Một số xe thậm chí được bọc thép và biến thành xe cứu thương trên chiến trường. Latvia, thành viên của NATO và Liên minh châu Âu EU, luôn ủng hộ mạnh mẽ Ukraine và chỉ trích Nga gay gắt từ khi cuộc xung đột nổ ra. Quốc gia vùng Baltic này đã ký thỏa thuận an ninh 10 năm với Ukraine và dẫn đầu các sáng kiến cung cấp hàng nghìn máy bay không người lái cho quân đội Kiev. Chính phủ Latvia đã quyết định chuyển các xe bị tịch thu từ các bãi giữ xe của cảnh sát cho Ukraine nhằm vừa đối phó với vấn nạn lái xe say rượu trong nước vừa tăng cường hỗ trợ Ukraine. Người sáng lập tổ chức phi lợi nhuận Agendum chuyên vận chuyển những chiếc xe vượt quãng đường 2.000 km để bàn giao cho Ukraine. Denis Ponak cho biết, mỗi tuần họ chuyển được khoảng 30-40 chiếc ô tô. Trước đây, Latvia chỉ xử phạt hành chính những tài xế uống rượu, nhưng từ cuối năm 2022, hành vi lái xe khi say rượu được coi là trọng tội và có thể bị phạt tù. Xe của tài xế say rượu cũng bị tịch thu. Ông Ponak cho biết, gần một nửa số ô tô Agendum chuyển cho Ukraine là xe bị tịch thu từ các tài xế say rượu, những chiếc xe khác do người dân quyên góp để hỗ trợ Kiev và các công ty bàn giao xe cũ của họ. Tính đến nay, tổng cộng 1.500 phương tiện bị tịch thu đã được chuyển giao cho quân đội và chính quyền các địa phương ở Ukraine. Nhân viên y tế Latvia với biệt danh Bóng ma Dnipro, người hỗ trợ Ukraine từ những ngày đầu của cuộc xung đột, cho biết các đội cứu thương đang rất cần thêm ô tô cho tiền tuyến. Chiến sự ngày càng kéo dài, tình hình càng trở nên khó khăn. Nhân viên y tế này chia sẻ, trước đây chúng tôi chủ yếu chọn xe địa hình hoặc SUV, còn hiện tại chúng tôi hài lòng với bất kỳ chiếc xe nào có thể chở người bị thương. Khối NATO dự kiến triển khai hàng chục máy bay chiến đấu các loại để thực hiện nhiệm vụ kiểm soát không phận, bao gồm khu vực phía Tây Biển Đen. Không phận Phần Lan đã điều động 7 máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư 4FA-18 Hornet đến căn cứ không quân NATO tại Romania. Các máy bay chiến đấu này sẽ được hỗ trợ bởi một nhóm khoảng 80 quân nhân Phần Lan, bao gồm cả phi công và nhân viên kỹ thuật để bảo dưỡng thiết bị. Thông cáo báo chí của lực lượng quân sự NATO nêu rõ, các máy bay F-18 Phần Lan đã hạ cánh tại căn cứ không quân số 57 của Romania, gần thành phố Constanta. Theo lệnh điều động, các chiến đấu cơ này sẽ cùng với các máy bay của các quốc gia khác trong Liên minh phương Tây thực hiện nhiệm vụ như một lực lượng cảnh sát trên không của NATO. Cùng theo thông cáo báo chí của NATO, các phi công Phần Lan, Romania và Anh sẽ thực hiện các nhiệm vụ kiểm soát không phận nâng cao dưới sự chỉ huy của NATO trong 2 tháng. Bản tóm tắt chính thức từ Bộ Quốc phòng Romania cho biết, sứ mệnh này sẽ đảm bảo an ninh không phận nước này, ngăn chặn các mối đe dọa tiềm tàng và thúc đẩy hợp tác giữa các đơn vị quân đội đồng minh. Chuyên gia quân sự Nga lưu ý rằng, khu vực hoạt động của chiến dịch có thể bao gồm phần không phận phía Tây Biển Đen, nơi máy bay trinh sát chiến lược có người lái và không người lái của NATO thường xuyên tuần tra, giám sát hoạt động tàu thuyền và cơ sở quân sự của Nga tại bán đảo Crimea. Theo đánh giá của các chuyên gia quân sự Nga, việc triển khai nhân lực và trang thiết bị tới Germany cho thấy NATO đang nỗ lực thực hiện nhiệm vụ trinh sát, xác định mục tiêu, theo dõi hoạt động triển khai quân của lực lượng vũ trang Nga tại Crimea và miền nam Ukraine, hỗ trợ chính quyền Kiev. Thông tin thu thập được từ máy bay NATO có thể hỗ trợ tên lửa, UAV Ukraine thực hiện các cuộc tấn công nhằm làm tổn hại hệ thống phòng không của Nga như sân bay, trạm quan sát, căn cứ tên lửa và các cơ sở khác, chuẩn bị cho cuộc tấn công tiếp theo nhằm vào các công trình dân đề hạt nhân. Hơn nữa, việc huy động máy bay chiến đấu của ba quốc gia cũng có thể là hành động của NATO chuẩn bị cho một chiến dịch chung với Ukraine nhằm theo dõi các động thái của Nga tại khu vực ly khai Transnistria của Moldova hoặc thậm chí phục vụ một cuộc tấn công vào khu vực này thông qua vùng Odessa. Tờ Politico mới đây dẫn các nguồn tin cho biết giới chức Ukraine đang thúc ép Mỹ và các nước khác tăng cường đào tạo phi công F-16 vì tốc độ hiện nay không đủ để bảo đảm số lượng cần để điều khiển những chiếc máy bay chiến đấu sắp được bàn giao cho Kiev. Theo đó, Ukraine cho biết họ có 30 phi công đủ điều kiện để có thể tham gia chương trình đào tạo ở Mỹ ngay lập tức. Tuy nhiên, chính quyền của Tổng thống Joe Biden nói với Kiev rằng cơ sở tại Arizona không thể tiếp nhận nhiều hơn 12 học viên phi công cùng lúc. Hai cơ sở khác ở Đan Mạch và Romania cũng gặp vấn đề tương tự. Đây là trở ngại mới nhất trong nỗ lực đưa máy bay chiến đấu F-16 hiện đại đến Ukraine. Kiev thúc giục phương Tây bàn giao F-16 ngay từ những tháng đầu của cuộc xung đột, nhưng chính quyền Tổng thống Biden liên tục từ chối. Tháng 5 năm ngoái, Tổng thống Biden đã bật đèn xanh để các quốc gia khác gửi máy bay F-16 của họ cho Ukraine. Nhưng những thách thức về hậu cần liên tục làm chậm khâu huấn luyện,
Phương Tây cũng phải mất nhiều tháng mới chính thức đồng ý gửi máy bay cho Kiev. Đan Mạch, Na Uy, Hà Lan và Bỉ có kế hoạch chuyển hơn 60 chiếc F-16 do Mỹ sản xuất tới Kiev trong mùa hè này. Ukraine tin rằng việc triển khai thêm F-16 sẽ giúp họ đẩy lùi lực lượng Nga ở những chiến trường như Kharkov, nơi Moscow đạt được bước tiến đáng kể trong những tuần gần đây. Tuy nhiên, Mỹ không kỳ vọng những chiếc tiêm kích này có thể thay đổi cục diện chiến trường. Theo các nguồn tin, trong một loạt cuộc họp và trao đổi qua điện thoại trong mấy tuần qua, Ukraine đề nghị Mỹ đào tạo thêm phi công tại căn cứ lực lượng phòng không quốc gia Maurice ở Tucson, bang Arizona. Các nghị sĩ quốc hội Mỹ như Hạ nghị sĩ Jim Himes và Mike Turner, chủ nhiệm Ủy ban Tình báo Hạ viện, cũng thúc ép chính quyền phê duyệt chương trình đào tạo bổ sung. Tháng trước, hai nghị sĩ cùng một số nhà lập pháp khác gửi thư đến Lầu Năm Góc để yêu cầu chính quyền ưu tiên vấn đề này. Tuy nhiên, Mỹ nói với quân đội Ukraine rằng, ngoài không gian hạn chế, các quốc gia khác cũng có thể đào tạo phi công F-16 và Mỹ không thể phá vỡ cam kết với các quốc gia đó. Người phát ngôn của lực lượng vệ binh quốc gia Arizona, thiếu tá Erin Hannigan, xác nhận chương trình đào tạo đang bị hạn chế số lượng do cam kết với các quốc gia khác và yêu cầu phải hoàn thành trình độ tiếng Anh đối với học viên. Không quân Mỹ cũng đào tạo phi công F-16 tại căn cứ không quân Lúc, bang Arizona và căn cứ San Antonio, bang Texas, nhưng cũng chỉ dành chỉ tiêu nhất định cho học viên quốc tế và phải dành suất đào tạo cho nhiều quốc gia đang vận hành F-16. Một cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ tham gia chương trình này cho biết, 8 phi công Ukraine đang được đào tạo tại Đan Mạch. Tuy nhiên, cơ sở đó sẽ đóng cửa vào năm tới và sẽ không tham gia huấn luyện nữa khi lực lượng không quân Đan Mạch chuyển sang sử dụng máy bay tàng hình F-35. Hãng sản xuất máy bay F-16 Lockheed Martin và nhà thầu phụ Draken đang chuẩn bị đào tạo phi công tại cơ sở ở Romania, nhưng chương trình đó rất tốn kém và cũng sẽ chỉ đào tạo với số lượng hạn chế. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết tổng cộng 20 phi công F-16 của Ukraine dự kiến sẽ tốt nghiệp vào cuối năm nay bằng một nửa số lượng cần thiết để vận hành phi đội gồm 20 chiếc F-16. Cùng theo cựu quan chức này, 8 phi công khác dự kiến sẽ được đào tạo ở Romania và 8 phi công sẽ sớm đến Tucson. Cơ sở Đan Mạch sẽ không tiếp nhận bất kỳ phi công bổ sung nào. Các quan chức Mỹ nhiều lần cảnh báo rằng F-16 sẽ không tạo ra khác biệt lớn trên chiến trường Ukraine. Tại vùng Kharkov, một quan chức Mỹ nói rằng Ukraine sẽ không thể đưa máy bay đến biên giới với Nga hoặc vào lãnh thổ Nga vì hệ thống phòng không của Nga sẽ dễ dàng phát hiện và bắn hạ chúng. Tuy nhiên, các quan chức tham gia chương trình cho biết F-16 vẫn sẽ mang lại lợi thế đáng kể cho Kiev. Cựu quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho biết khi Ukraine tiếp nhận những chiếc F-16 và nhóm phi công đầu tiên, họ có thể sẽ chỉ thực hiện nhiệm vụ hạn chế như chống lại máy bay không người lái và tên lửa hành trình ở tiền tuyến. Sau khi có một phi đội đầy đủ máy bay và phi công, việc đưa những chiếc F-16 đến biên giới và bắn vào Nga là điều hoàn toàn thực tế nhờ radar, hệ thống tìm kiếm và khóa mục tiêu cùng tên lửa của máy bay phản lực đều vượt trội hơn các máy bay thời Liên Xô. Tuy nhiên, cũng theo vị cựu quan chức, với tốc độ hiện nay, Ukraine sẽ không có đủ phi đội như mong muốn cho đến cuối năm 2025. Một vấn đề khác là vũ khí trang bị cho F-16. Kiev định dùng những chiếc tiêm kích này để hạ gục tên lửa hành trình và đạn đạo của Nga bắn vào cơ sở hạ tầng và các mục tiêu dân sự của Ukraine. Những nhiệm vụ đó đòi hỏi phải có tên lửa không đối không chính xác mà Mỹ và các đồng minh tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO sở hữu. Một quan chức NATO cho biết nhiều quốc gia trong số đó không muốn từ bỏ vũ khí đắt tiền của mình. Năng lực sản xuất tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 của hãng RTX đã tăng từ khoảng 500 đến 800 lên hơn 1.000 chiếc mỗi năm để đáp ứng đơn đặt hàng. Ukraine sử dụng phiên bản cũ hơn để tấn công tên lửa Nga. Mối lo ngại của các đồng minh NATO là yêu cầu của Kiev sẽ gây căng thẳng cho lượng dự trữ của họ. Vì vậy, các thành viên liên minh đang đàm phán xem ai có thể bán tên lửa của họ, bán với số lượng bao nhiêu và khi nào. Ngày 4 tháng 6, trong bài phát biểu trước báo giới khi đang có chuyến công du 3 ngày đến Trung Quốc, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Hakan Fidan cho biết đất nước của ông từ lâu đã chờ đợi để được kết nạp vào Liên minh châu Âu EU. Tuy nhiên, sau nhiều năm vấp phải sự phản đối của một số nước thành viên EU, Ankara hiện coi BRICS như một nền tảng thay thế để hội nhập. Việc tham gia tổ chức BRICS có thể trở thành giọt nước tràn ly khiến Thổ Nhĩ Kỳ bị loại khỏi Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Tuần tới, cuộc họp của người đứng đầu cơ quan ngoại giao các nước BRICS cộng sẽ diễn ra tại Nizhny Novgorod, nơi ông Fidan dự kiến sẽ tham dự. Rõ ràng chuyến công du của Ngoại trưởng Fidan sẽ là bước tiếp theo của Ankara để trở thành thành viên của tổ chức này. Thổ Nhĩ Kỳ đang cân nhắc việc gia nhập BRICS trong năm nay khi Nga là chủ tịch khối. Từ năm 1999, nước này đã nỗ lực gia nhập Liên minh châu Âu, nhưng Bruxelles đã trì hoãn vấn đề trên vô thời hạn. Ngoại trưởng Fidan tin rằng
BRICS có thể trở thành sự thay thế xứng đáng cho EU. Thổ Nhĩ Kỳ ở một mức độ nhất định được kết nối với Liên minh châu Âu bằng một thỏa thuận về thuế quan, nhưng trên thực tế, Ankara còn lâu mới được hội nhập với EU như cách đây một phần tư thế kỷ. Nguyên nhân chính thu hút các chính trị gia Thổ Nhĩ Kỳ đến với BRICS là cơ hội thảo luận bình đẳng về các vấn đề chung trong khuôn khổ hiệp hội này. Trong khi đó, những bước đi như vậy của Thổ Nhĩ Kỳ đang khiến Mỹ cảm thấy khó chịu. Nhiều khả năng Washington đang lên kế hoạch trục xuất Ankara khỏi NATO vì nỗ lực gia nhập khối BRICS thân Nga. Trước kia đã có một số cuộc thảo luận về vấn đề này trong nội bộ NATO, nhưng hiện tại tình hình với Ankara ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Điều quan trọng cần lưu ý là việc Thổ Nhĩ Kỳ rút khỏi Liên minh Bắc Đại Tây Dương rất có thể phù hợp với xu hướng ly tâm và đánh dấu một cuộc khủng hoảng cũng như sụp đổ sau đó của khối quân sự phương Tây. BRICS ban đầu chỉ gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Tuy nhiên, đầu năm nay, nhóm đã kết nạp thêm Ai Cập, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Nhóm BRICS mở rộng hiện chiếm khoảng 30% nền kinh tế toàn cầu và 45% tổng dân số thế giới. Nhóm cũng chiếm hơn 40% sản lượng dầu của thế giới. Trong cuộc điều tra vụ Nord Stream, ngoài Đức, Mỹ và Pháp, Nga còn tìm kiếm sự trợ giúp của SIP, một quốc gia thành viên Liên minh châu Âu, EU, liên quan đến vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream vào tháng 9 năm 2022. Mới đây, Nga vừa gửi thêm yêu cầu hỗ trợ tư pháp từ SIP, Mỹ, Pháp và Đức. Nga đang điều tra vụ Nord Stream và xem đây là vụ phá hoại hồi tháng 4 năm nay. Nga đã gửi yêu cầu hỗ trợ điều tra tới 4 quốc gia này. Yêu cầu mới được hãng tin TASS của Nga công bố đầu tuần này, đi kèm với cáo buộc rằng Mỹ, Pháp, Đức và SIP có bằng chứng liên quan đến một hành động tấn công. Theo TASS, người phát ngôn của Văn phòng Tổng công tố Nga Andrei Ivanov cho biết, Văn phòng Tổng công tố Nga đã gửi thêm yêu cầu tới Mỹ, Đức, Pháp và SIP về những hành động tấn công được thực hiện chống lại các lợi ích của Nga và công dân nước này, bao gồm những hành động tấn công quốc tế, các vụ nổ đường ống dẫn khí Nord Stream và Nord Stream 2. Nga cáo buộc các quốc gia này dù có bằng chứng nhưng vẫn chưa điều tra nguồn tài chính hoặc logistics liên quan tới vụ nổ đường ống dẫn khí ở biển Baltic. Sau vụ nổ Nord Stream, Thụy Điển, Đan Mạch và Đức đã mở các cuộc điều tra độc lập. Về phần mình, Nga cho rằng cần có một cuộc điều tra quốc tế rộng hơn. Nova News đưa tin, khi gửi yêu cầu tới giới chức Mỹ, Đức, Pháp và SIP hồi tháng 4 năm 2023, Văn phòng Bộ trưởng Tư pháp Nga nhấn mạnh, dựa trên kết quả nghiên cứu các tài liệu mà các nghị sĩ Nga đã đệ trình về vụ Nord Stream, chúng tôi đã gửi các tài liệu kèm theo những yêu cầu phù hợp tới các cơ quan có thẩm quyền của Mỹ, Đức, Pháp và SIP. Đảo SIP lớn thứ 3 ở Địa Trung Hải bị chia cắt từ năm 1974. Nửa phía nam đảo SIP, Cộng hòa SIP là thành viên của EU, trong khi phía bắc SIP là Cộng hòa miền bắc đảo SIP chỉ được Thổ Nhĩ Kỳ công nhận. Tờ DVK của Đức chỉ ra, các mỏ khí đốt là cơ hội để Cộng hòa SIP ít phụ thuộc hơn về kinh tế vào Nga. Nga đã cung cấp hỗ trợ SIP dưới hình thức tín dụng và đầu tư sau cuộc khủng hoảng tài chính năm 2013. Về sự liên quan của SIP với đường ống Nord Stream, Bloomberg từng thông tin cuối năm 2021, Mỹ đã trừng phạt Transsiberia, một công ty có trụ sở tại SIP được cho là công ty vỏ bọc của Nga. Về việc tàu Malin của công ty này tham gia xây dựng đường ống dẫn khí Nord Stream 2 nối Nga và Đức qua biển Baltic. Các biện pháp trừng phạt của Mỹ với công ty của SIP được đưa ra nhiều tháng sau khi việc xây dựng đường ống Nord Stream 2 đã hoàn thành vào tháng 9 năm 2021 và tuyến đầu tiên trong số 2 tuyến đường ống thuộc hệ thống Nord Stream 2 đã chứa đầy khí đốt. Mỹ từ lâu đã phản đối dự án Nord Stream 2, xem đây là mối đe dọa đối với sự độc lập về năng lượng của châu Âu và trừng phạt những thực thể, cá nhân quyết tâm theo đuổi dự án này. Đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 nối bờ biển phía tây bắc nước Nga đến Lubmin ở đông bắc nước Đức. Nord Stream tiêu tốn hơn 12 tỷ đô la Mỹ để xây dựng và hoàn thành năm 2011. Nord Stream 2 có chi phí thấp hơn và hoàn thành năm 2021. Tháng 9 năm 2022, những vụ nổ bí ẩn xảy ra với đường ống Nord Stream và Nord Stream 2 gần đảo Bornholm của Đan Mạch. Ngày 4 tháng 6, trong cuộc phỏng vấn với NDR, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg bày tỏ sự thất vọng trước quyết định của Trung Quốc không tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ, đồng thời gọi điều đó là đáng tiếc. Ông Stoltenberg nhấn mạnh, việc Trung Quốc rút khỏi Hội nghị Hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ nêu bật lập trường của nước này về cuộc chiến của Nga và Ukraine. Tổng thư ký NATO chỉ trích Trung Quốc ủng hộ nền kinh tế quân sự của Nga, nhấn mạnh rằng Bắc Kinh không thể đứng ở cả hai phe. Đề cập đến nỗ lực của Trung Quốc nhằm bình thường hóa quan hệ với các đồng minh châu Âu là thành viên NATO, nhưng đồng thời cũng là nước ủng hộ chính cho cuộc chiến của Nga chống lại Ukraine. Cuộc chiến vốn bị NATO mô tả là mối đe dọa lớn nhất và trực tiếp nhất đối với an ninh châu Âu.
Cuối tháng trước, Reuters dẫn nguồn tin cho biết Trung Quốc đã quyết định không tham gia hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine ở Thụy Sĩ. Trung Quốc sau đó xác nhận vắng mặt tại cuộc họp do Nga không được mời. Sau đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cáo buộc Trung Quốc không những không tham gia hội nghị mà còn đang cố gắng ngăn cản các nước khác tham gia. Đáp lại, ngày 3 tháng 6, Bắc Kinh đã bác bỏ cáo buộc của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky rằng nước này ngăn cản các quốc gia khác tham dự hội nghị hòa bình ở Thụy Sĩ. Cụ thể, Bộ Ngoại giao Trung Quốc tuyên bố rằng lập trường của Trung Quốc là cởi mở và minh bạch, hoàn toàn không có trường hợp gây áp lực lên các nước khác. Trong cuộc họp báo thường kỳ ở Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh nói, về các cuộc đàm phán hòa bình, lập trường của Trung Quốc là công bằng và chính đáng. Nước này không nhắm vào bất kỳ nước thứ ba nào và tất nhiên không nhằm mục đích cản trở Thụy Sĩ đăng cai tổ chức hội nghị thượng đỉnh vì hòa bình này. Bà Mao Ninh cũng nhắc lại lý do Trung Quốc không thể tham dự hội nghị ở Thụy Sĩ vì các điều kiện cần thiết, ví dụ như sự công nhận từ Nga và Ukraine, sự tham gia bình đẳng của tất cả các bên và thỏa thuận công bằng về tất cả các kế hoạch hòa bình chưa được tạo ra. Hội nghị thượng đỉnh hòa bình Ukraine sẽ có sự tham dự của nhiều nhà lãnh đạo từ khắp nơi trên thế giới và dự kiến diễn ra từ ngày 15 đến ngày 16 tháng 6 sắp tới. Văn phòng Tổng thống Ukraine đưa tin, tính đến ngày 3 tháng 6, 107 quốc gia đã cam kết tham gia hội nghị. Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đang có chuyến thăm châu Phi với điểm đến là Guinea, Burkina Faso và Cộng hòa Congo. Bình luận về sự kiện này, nhà phân tích chính trị người châu Phi, chủ tịch sáng lập Tổ chức Quốc tế Liên đoàn Bảo vệ châu Phi, ông Egunchi Behazin cho rằng chuyến thăm châu Phi của Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thể hiện ý định rõ ràng của Tổng thống Nga Vladimir Putin nhằm tăng cường quan hệ ngoại giao với lục địa này, bất chấp căng thẳng địa chính trị và áp lực của phương Tây đối với các nước châu Phi liên quan đến hợp tác với Nga. Sáng kiến chiến lược này xuất hiện vào thời điểm các động lực địa chính trị đang trải qua những thay đổi đáng kể, mang đến cho Nga cơ hội duy nhất để khẳng định quan hệ đối tác và hỗ trợ, cũng như mở rộng mạng lưới liên minh với các nước châu Phi. Theo chuyên gia Behazin, Nga có một hình ảnh rất tích cực, được một số nhà lãnh đạo và quan trọng là nhiều người dân châu Phi đánh giá cao. Sự đánh giá cao này có thể là một yếu tố lịch sử và đương đại. Về mặt lịch sử, trong chiến tranh lạnh, Liên Xô đã hỗ trợ các nước châu Phi chống thực dân hóa và nhiều phong trào giải phóng ở châu Phi, để lại ấn tượng lâu dài về tinh thần đoàn kết chống đế quốc. Ngày nay, Nga đang trên nền tảng lịch sử này để khẳng định mình là một đối tác đáng tin cậy, tôn trọng chủ quyền của các quốc gia châu Phi. Như vậy, chuyến công du của ông Lavrov có thể được coi là sự ghi nhận và tôn trọng lẫn nhau giữa Nga và các đối tác châu Phi. Ngoại trưởng Lavrov đã vượt qua các cuộc thảo luận ngoại giao hời hợt, thể hiện thiện chí thực sự trong việc làm sâu sắc thêm quan hệ song phương và hiểu rõ nhu cầu cũng như nguyện vọng cụ thể của mỗi quốc gia trên châu lục này. Sự tôn trọng lẫn nhau đó rất quan trọng trong bối cảnh nhiều nước châu Phi đang tìm cách đa dạng hóa quan hệ đối tác để tránh phụ thuộc quá mức vào các cường quốc thuộc địa cũ như Pháp và Anh, cũng như vào các thể chế phương Tây. Một trong những mục tiêu chính trong chuyến thăm của Ngoại trưởng Nga lần này là tăng cường hợp tác kinh tế và quân sự. Về mặt kinh tế, Nga coi châu Phi là lục địa của tương lai với thị trường mở rộng. Đầu tư của Nga vào các lĩnh vực khai thác mỏ, năng lượng và cơ sở hạ tầng có thể kích thích nền kinh tế của các quốc gia, đồng thời mang lại cho Nga các nguồn tài nguyên và cơ hội kinh tế. Chẳng hạn như trong trường hợp ở Guinea, sau 6 thập kỷ quan hệ ngoại giao với quốc gia này, Nga đã phát triển hợp tác kinh tế và đang có mức tăng trưởng đáng chú ý nhờ động lực từ hội nghị thượng đỉnh Nga-Châu Phi tại Saint Petersburg vào tháng 7 năm 2023. Trước đó, bất chấp những nỗ lực của cả hai nước, hợp tác kinh tế đã bị ảnh hưởng bởi các lệnh trừng phạt do Mỹ và EU áp đặt đối với Nga liên quan đến cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Nga vẫn tiếp tục tăng cường đầu tư vào Guinea với các dự án trong các lĩnh vực quan trọng, năng lượng, khai thác mỏ, y tế và cơ sở hạ tầng. Đến năm 2024, Nga vẫn là nước đóng góp đáng kể cho sự phát triển kinh tế xã hội của Guinea. Ví dụ, công ty Rusan của Nga, công ty hàng đầu thế giới trong ngành nhôm với gần 5,5% sản lượng nhôm toàn cầu và 3,8% sản lượng alumina có mặt ở Guinea, sử dụng gần 4.000 lao động và góp phần tạo việc làm cho người dân địa phương, góp phần tăng cường hiện diện của Nga, sẵn sàng đóng vai trò kinh tế quan trọng với các đối tác châu Phi. Về mặt quân sự, hợp tác với các nước châu Phi có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Nga. Là nhà cung cấp vũ khí lớn, Nga không chỉ có thể cung cấp thiết bị quân sự mà còn cung cấp dịch vụ huấn luyện phù hợp với nhu cầu của các nước châu Phi. Sự hỗ trợ quân sự này giúp các quốc gia châu Phi như Burkina Faso, nơi đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng mất an ninh, tăng cường an ninh nội bộ và chống các mối đe dọa. Đối với Nga, các thỏa thuận quân sự này cũng củng cố hiện diện và ảnh hưởng của nước này ở châu Phi, góp phần xây dựng mạng lưới liên minh toàn cầu. Cuộc chiến chống chủ nghĩa thực dân mới là một chủ đề trọng tâm khác của chuyến thăm này. Nga tự coi mình là người bảo vệ chủ quyền quốc gia và phản đối các hoạt động thực dân kiểu mới. Lập trường này gây tiếng vang mạnh mẽ với nhiều quốc gia châu Phi đang tìm cách thoát khỏi ảnh hưởng của chủ nghĩa đế quốc, cũng như để kiểm soát hoàn toàn vận mệnh kinh tế và chính trị của mình. Bằng cách hỗ trợ cuộc đấu tranh này,
Nga thể hiện mình không chỉ là một đồng minh chiến lược mà còn là một đối tác về ý thức hệ. Cách tiếp cận này phù hợp với tầm nhìn rộng lớn hơn của Nga về một thế giới đa cực. Với tầm nhìn này, mỗi quốc gia cần có quyền tự do lựa chọn đối tác và xác định chính sách của mình mà không chịu áp lực từ bên ngoài. Đối với các nước châu Phi, điều này có nghĩa là có nhiều quyền tự chủ hơn và khả năng đàm phán các thỏa thuận phản ánh thực sự lợi ích và nguyện vọng của họ. Chuyên gia Behazin kết luận, có thể nói rằng chuyến công du châu Phi của ông Lavrov thể hiện một bước quan trọng trong chiến lược của Moscow nhằm tăng cường mối quan hệ với lục địa này. Nó phản ánh mong muốn đa dạng hóa quan hệ đối tác quốc tế, tôn trọng và ủng hộ khát vọng chủ quyền của các quốc gia châu Phi và đặc biệt là thúc đẩy trật tự thế giới đa cực. Đối với Nga, đây còn là cơ hội để củng cố vị thế trên trường quốc tế. Đối với các nước châu Phi, sự kiện là cơ hội để mở ra lĩnh vực hợp tác và phát triển mới trong khuôn khổ tôn trọng, hỗ trợ lẫn nhau vì chủ quyền quốc gia, không can thiệp vào chính trị nội bộ của các quốc gia châu Phi. Ngày 5 tháng 6, Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg FPIEF lần thứ 27 đã khai mạc và diễn ra trong 3 ngày tại thành phố cùng tên, đô thị lớn thứ hai của Nga. Diễn đàn có sự tham dự của các đại diện đến từ hơn 130 nước và vùng lãnh thổ, trong đó có các đoàn của Liên minh Kinh tế Á-Âu, EAEU, cũng như các nước châu Á, châu Phi và Mỹ Latin. Chủ đề chính của diễn đàn là cơ sở của thế giới đa cực, hình thành các điểm tăng trưởng mới. Các chuyên gia cho rằng, khi trật tự thế giới mới bắt đầu hình thành, các quốc gia đang tìm kiếm cơ hội phát triển và những sự kiện quy mô lớn như vậy sẽ hỗ trợ cho nỗ lực này. Theo các chuyên gia được tờ Investia phỏng vấn, tổng giá trị hợp đồng được ký kết tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg có thể lên tới 4.000 đến 5.000 tỷ rúp, tương đương 45 đến 56 tỷ đô la Mỹ. Vào năm 2023, tổng số giao dịch đã ký kết lên tới 3.800 tỷ rúp. Các hợp đồng được ký kết tại sự kiện này đóng vai trò then chốt trong việc hình thành các mối quan hệ thương mại ổn định, mở ra các thị trường mới và kích thích hoạt động đầu tư. Giáo sư tại Đại học Kinh tế Quốc dân Plekhanov ở Nga, ông Pavel Terelyansky cho biết, một trật tự thế giới đa cực mới đang được hình thành, do đó sẽ có những dịch vụ hậu cần và quỹ đạo mới của các giao dịch tài chính. Điều này sẽ trở thành nền tảng của tất cả các cuộc thảo luận tại diễn đàn. Về phần mình, chiến lược gia về đầu tư của tập đoàn tài chính BCS World of Investment, ông Alexander Bakhtin nhận định, dần dần, diễn đàn đã trở thành sự kiện quốc tế quan trọng nhất để tương tác giữa cộng đồng doanh nghiệp và các quan chức từ Nga, cũng như các quốc gia khác. SPIEF là nơi duy nhất xét về số lượng và quy mô hợp đồng được ký kết hàng năm. Trong khi đó, giám đốc chiến lược của tập đoàn tài chính Finam, Jaroslav Kakop giải thích, những thỏa thuận như vậy đóng vai trò quan trọng trong việc hình thành các mối quan hệ thương mại ổn định, mở ra thị trường mới và kích thích hoạt động đầu tư. Ví dụ các hợp đồng xây dựng cơ sở hạ tầng mới và phát triển các dự án năng lượng thu hút nguồn đầu tư lớn và tạo việc làm. Năm ngoái, diễn đàn thu hút hơn 6.000 đại biểu, đại diện cho 3.000 công ty từ 75 nước. Khoảng 200 sự kiện kinh doanh dự kiến sẽ được tổ chức trong diễn đàn, sẽ được chia thành 4 nhóm chính, chuyển đổi sang mô hình kinh tế thế giới đa cực, nền kinh tế Nga, mục đích và mục tiêu của chu kỳ mới, công nghệ đảm bảo khả năng lãnh đạo và xã hội khỏe mạnh, giá trị truyền thống và phát triển xã hội, những ưu tiên của nhà nước. Như thường lệ, Tổng thống Nga Vladimir Putin có bài phát biểu tại phiên họp toàn thể của diễn đàn. Hôm 5 tháng 6, trong phát biểu bên lề Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, FPIEF, Tổng thống Nga Vladimir Putin tiết lộ ông đã nhận được thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine. Ông Putin cho biết ông đã phản hồi rằng nếu Tổng thống Mỹ muốn chấm dứt tình trạng đối đầu ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí, sau đó trong 2-3 tháng mọi thứ sẽ kết thúc. Theo thông tin từ đài RT, ông Putin đã đưa ra tuyên bố này trong bối cảnh phương Tây tăng cường viện trợ quân sự cho Ukraine, làm gia tăng nguy cơ mở rộng xung đột. Ông Putin nhấn mạnh, việc Mỹ và các đồng minh cung cấp vũ khí tầm xa cho Kiev nhắm vào lãnh thổ Nga có thể dẫn đến việc Moscow phản ứng bằng cách cung cấp vũ khí tương tự cho các đối tác khác để họ tấn công những người ủng hộ Ukraine. Cho đến nay, Mỹ là nhà cung cấp vũ khí phương Tây lớn nhất cho Ukraine. Tổng thống Biden đang nỗ lực tái tranh cử vào cuối năm nay trong cuộc đua với ứng viên Đảng Cộng hòa Donald Trump, người đã hứa sẽ chấm dứt xung đột Nga-Ukraine trong vòng 24 giờ bằng cách buộc lãnh đạo của cả hai nước ngồi vào bàn đàm phán. Khi được hỏi về khả năng chiến thắng của ông Trump trong cuộc bầu cử tháng 11 tới có thể ảnh hưởng như thế nào đến chính sách của Mỹ ở Ukraine, ông Putin cho rằng điều này sẽ phụ thuộc vào việc liệu chính quyền mới có ưu tiên lợi ích của người dân nước mình hay không, thay vì các lực lượng phá hoại chủ nghĩa tự do toàn cầu. Ông Putin cũng nhấn mạnh, nếu Mỹ chú trọng lợi ích quốc gia thì có thể sẽ có một số thay đổi trong chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và cuộc xung đột ở Ukraine. Tuy nhiên, Tổng thống Nga cho biết
các nhà lãnh đạo Mỹ không thực sự quan tâm đến số phận của Ukraine, ông chủ điện Kremlin nói. Không ai ở Mỹ quan tâm đến Ukraine, họ quan tâm đến sự vĩ đại của Mỹ. Họ không chiến đấu vì Ukraine, họ đang đấu tranh cho sự lãnh đạo của họ trên thế giới. Họ không muốn Nga thành công chiếm ưu thế, vì họ cho rằng điều đó sẽ gây tổn hại cho sự lãnh đạo của Mỹ. Theo ông Putin, cuộc tranh cử Tổng thống sắp tới ở Mỹ sẽ không thay đổi mối quan hệ Nga-Mỹ. Ông miêu tả Tổng thống Joe Biden là một chính trị gia kiểu cũ và dễ đoán hơn so với người tiền nhiệm Donald Trump. Tổng thống Putin cũng khẳng định rằng Nga chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ đặc biệt nào với ông Trump. Giới quan sát đã đóng góp giải pháp tháo gỡ thế đối đầu Nga-NATO khi căng thẳng hai bên ngày càng nóng liên quan khả năng các nước NATO cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây đánh sang Nga. Theo đó, căng thẳng giữa Liên minh quân sự NATO và Nga ngày càng gia tăng khi nhiều quốc gia NATO ủng hộ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công Nga. Trong khi đó, từ phía Nga, cả Tổng thống Vladimir Putin và nhiều quan chức cấp cao như Ngoại trưởng Sergei Lavrov, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Dmitry Medvedev đều đề cập đến đe dọa hạt nhân. Ngày 4 tháng 6, tờ Independent trích dẫn một số nguồn tin từ Nga khẳng định Ukraine đã sử dụng vũ khí do Mỹ sản xuất để tấn công tỉnh Belgorod của Nga. Đây là lần đầu tiên xảy ra sau khi Washington dỡ bỏ lệnh cấm Ukraine sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Nga. Theo các nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nga và các blogger quân sự Nga, lực lượng Ukraine được cho là đã sử dụng hệ thống pháo binh cơ động cao M142 HIMA, một hệ thống pháo hạng nhẹ để tấn công thành phố Belgorod gần biên giới. Trước đó, ngày 31 tháng 5, hãng tin AP dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ gửi để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong Nga gần biên giới với tỉnh Kharkov của Ukraine. Các mục tiêu này được cho là nơi Nga sử dụng để tấn công Kharkov. Thông tin này đánh dấu sự thay đổi trong chính sách của Nhà Trắng. Lần đầu tiên một Tổng thống Mỹ cho phép phản ứng quân sự hạn chế nhằm vào các mục tiêu bên trong lãnh thổ của một quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân. Trước đây, ông Biden đã kiên quyết hạn chế Ukraine sử dụng vũ khí do Mỹ gửi để tránh xung đột trực tiếp giữa Nga và NATO mà ông coi là chiến tranh thế giới thứ ba. Sau động thái từ phía Mỹ, theo trang tin Foreign Policy, vào ngày 31 tháng 5, Đức cũng tuyên bố Ukraine có thể sử dụng vũ khí do Berlin gửi để tấn công các mục tiêu bên kia biên giới mà Nga sử dụng để tấn công Kharkov. Cộng hòa Séc, Hà Lan, Phần Lan và Ba Lan đều ủng hộ quyết định này. Về phía Pháp, Tổng thống Emmanuel Macron cho rằng không nên loại bỏ bất kỳ lựa chọn nào. Ý nói đến việc gửi quân phương Tây đến Ukraine mà ông từng đề xuất hồi tháng 2 năm nay. Paris đang thảo luận với Kiev về việc gửi các huấn luyện viên quân sự của Pháp đến Ukraine. Đến ngày 3 tháng 6, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hà Lan Kaja Ollongren đã bật đèn xanh cho Kiev sử dụng 24 tiêm kích F-16 mà nước này sắp gửi cho Ukraine để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Tờ Politico dẫn lời bà Ollongren khẳng định khi Hà Lan bàn giao vũ khí cho Ukraine thì Ukraine có quyền sử dụng miễn là họ tuân thủ luật pháp quốc tế và quyền tự vệ như đã nêu trong Hiến chương Liên Hợp Quốc, nghĩa là chỉ được sử dụng nhắm vào các mục tiêu quân sự mà họ cần để tự vệ. Trước đó, nhà ngoại giao hàng đầu của Đan Mạch, Ngoại trưởng Lars Løkke Rasmussen cũng đã bày tỏ sự đồng ý về việc Kiev có thể sử dụng 19 chiếc máy bay chiến đấu F-16 mà Đan Mạch cam kết viện trợ để tấn công nhằm phá hủy các cơ sở quân sự trên lãnh thổ Nga. Máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư luôn đứng đầu trong danh sách yêu cầu viện trợ quân sự từ phương Tây của Kiev trong nỗ lực đối phó với sự vượt trội về sức mạnh không quân của Nga. Cho đến nay, Bỉ, Đan Mạch, Hà Lan và Na Uy đã cam kết viện trợ máy bay F-16 cho Ukraine, nhưng chưa có chiếc máy bay nào được chuyển giao. Đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen cho biết những chiếc F-16 đầu tiên sẽ đến Ukraine trong tháng tới. Quan điểm cho phép Ukraine sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga đã được Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đề cập trong cuộc phỏng vấn với tạp chí The Economist tuần trước. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã thể hiện mong muốn này trong nhiều tháng qua. Ngày 31 tháng 5, Điện Kremlin đã phản đối quyết định của các nước NATO, bao gồm Mỹ và Đức. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc rằng các nỗ lực sử dụng vũ khí Mỹ để tấn công Liên bang Nga cho thấy Mỹ đang tham gia vào cuộc xung đột tại Ukraine. Ngày 31 tháng 5, trên tài khoản Telegram của mình, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev đã cảnh báo rằng các nước NATO nên nhận thức rõ ràng thiết bị và nhân sự của họ sẽ bị phá hủy không chỉ tại Ukraine mà còn ở bất kỳ vị trí nào trên lãnh thổ Nga nếu bị tấn công. Ông Medvedev cũng nhấn mạnh rằng Nga thực sự nghiêm túc về khả năng sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật chống lại Ukraine
và cảnh báo rằng xung đột giữa Moscow và phương Tây có thể leo thang thành cuộc chiến tổng lực. Ngày 29 tháng 5, theo đài RT, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố Moscow sẽ xem việc chuyển giao máy bay tiêm kích F-16 do Mỹ thiết kế cho Ukraine là một dấu hiệu cố ý từ NATO trong lĩnh vực hạt nhân, cho thấy khối này sẵn sàng cho mọi thứ. Ông Lavrov cho biết F-16 có khả năng mang vũ khí hạt nhân và đã được sử dụng lâu dài trong các sứ mệnh hạt nhân của NATO. Trước đó, ngày 28 tháng 5, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã cảnh báo rằng NATO đang đùa với lửa khi đề xuất cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong lãnh thổ Nga. Ông Putin cảnh báo rằng sự leo thang liên tục có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng và các quốc gia NATO có lãnh thổ nhỏ, đông dân nên cân nhắc điều này trước khi nói đến việc tấn công Nga. Từ khi cuộc chiến tại Ukraine bắt đầu vào tháng 2 năm 2022, ông Putin đã nhiều lần đề cập đến mối đe dọa hạt nhân. Hồi tháng 5 vừa qua, lực lượng quân khu phía Nam của Nga đã tiến hành các cuộc tập trận hạt nhân tại các khu vực tiếp giáp với Ukraine và lãnh thổ Ukraine bị Nga sáp nhập. Nhiều nguồn tin thân cận với ông Putin cho biết, cuộc tập trận hạt nhân gần đây của Nga là phản ứng trước tuyên bố của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron rằng NATO không nên loại trừ khả năng gửi lực lượng mặt đất vào Ukraine, và Ngoại trưởng Anh David Cameron rằng Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu bên trong Nga. Dưới bối cảnh hiện tại, nguy cơ xảy ra chiến tranh hạt nhân giữa Nga và NATO đang ở mức cao chưa từng có kể từ sau chiến tranh lạnh. Theo nhận định của Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, một tổ chức phi đảng phái ở Mỹ hoạt động nhằm thúc đẩy sự hiểu biết và ủng hộ các chính sách kiểm soát vũ khí hiệu quả. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí cảnh báo rằng nếu vũ khí hạt nhân được sử dụng trong cuộc xung đột này hoặc bất kỳ cuộc xung đột nào giữa các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân, không có gì đảm bảo rằng cuộc chiến sẽ không nhanh chóng leo thang thành một cuộc xung đột hạt nhân toàn diện. Theo Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí, các hành động bản năng của các nhà lãnh đạo châu Âu trong việc hỗ trợ Ukraine và nỗ lực mới của Nga nhằm sử dụng vũ khí hạt nhân để ngăn chặn sự trợ giúp đó không phải là điều đáng ngạc nhiên. Nhưng cả hai đều mang nguy cơ leo thang, dẫn đến một cuộc chiến quy mô lớn hơn ở châu Âu và thảm họa hạt nhân tiềm tàng. Trước những mối đe dọa này, cộng đồng quốc tế cần tìm kiếm các phương thức để giảm căng thẳng, tăng cường đối thoại và ngăn chặn nguy cơ vi phạm các ràng buộc hạt nhân. Hiệp hội Kiểm soát Vũ khí đánh giá rằng, cho đến nay, chính quyền của ông Biden đã thiết kế các gói viện trợ quân sự của Mỹ một cách khôn ngoan, vừa cung cấp vũ khí cho Ukraine, vừa tránh để Nga tấn công lực lượng hoặc lãnh thổ của Mỹ hoặc NATO. Trong tương lai, khi tiếp tục cung cấp vũ khí cho Ukraine, các nhà lãnh đạo Mỹ và châu Âu cần điều chỉnh và phối hợp cẩn thận để tránh leo thang xung đột. Các nhà lãnh đạo Mỹ và NATO cần tiếp tục kiềm chế, tránh đe dọa trả đũa hạt nhân dù bằng lời nói, tránh các cuộc tập trận hạt nhân mang tính khiêu khích và tránh phản ứng quá mức trước các động thái từ Nga như việc Nga triển khai vũ khí hạt nhân ở Belarus. Mỹ có thể phê chuẩn các nghị định thư đối với 3 hiệp ước khu vực không có vũ khí hạt nhân, Nam Thái Bình Dương, Châu Phi và Trung Á, nhằm đảm bảo an ninh pháp lý cho các quốc gia không có vũ khí hạt nhân trước nguy cơ xảy ra cuộc tấn công hạt nhân. Thông qua hội nghị giải trừ quân bị, Mỹ cũng có thể cùng Trung Quốc bắt đầu đàm phán về một hiệp ước toàn cầu nhằm cung cấp những đảm bảo an ninh hạt nhân cho tất cả các quốc gia phi hạt nhân. Việc nối lại đối thoại Nga-Mỹ về giảm thiểu rủi ro hạt nhân và kiểm soát vũ khí là cần thiết để tránh tính toán sai lầm và cạnh tranh hạt nhân. Các quốc gia không có vũ khí hạt nhân có thể thúc giục Moscow và Washington đáp ứng các cam kết giải trừ vũ khí hạt nhân theo Điều 6 của Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân NPT bằng cách tham gia đàm phán về một thỏa thuận khung kiểm soát vũ khí hạt nhân mới trước khi Hiệp ước cắt giảm vũ khí chiến lược mới hết hạn vào năm 2026. Trong khi đó, ý định cho Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công sang lãnh thổ Nga tuy được một số quốc gia NATO ủng hộ nhưng cũng vấp phải sự phản đối từ nhiều thành viên khác trong liên minh, trong đó có Hungary. Cụ thể gần đây, Thủ tướng Viktor Orbán của Hungary đã thẳng thừng bác bỏ ý tưởng này, cảnh báo rằng những kế hoạch như vậy sẽ đẩy châu Âu đi gần hơn tới sự diệt vong. Trong thời gian dài, ông Orbán đã phản đối việc các nước phương Tây viện trợ quân sự cho Ukraine, cảnh báo rằng điều này sẽ cản trở Liên minh châu Âu EU hỗ trợ tài chính cho Kiev hay áp đặt trừng phạt lên Nga. Bất chấp cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, vị Thủ tướng Hungary vẫn duy trì quan hệ với Tổng thống Putin và thậm chí gia tăng các thỏa thuận năng lượng với Moscow vào thời điểm hầu hết các nước EU đang tìm cách hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch của Nga. Ngày 5 tháng 6, trong bài phát biểu với các phóng viên quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, SPIEF, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết tổn thất nhân lực của Ukraine hiện tại gấp 5 lần so với Nga và cho rằng xung đột có thể kết thúc trong vòng 2 đến 3 tháng nếu phương Tây ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông Putin tuyên bố,
Theo ước tính của chúng tôi, quân đội Ukraine mất khoảng 50.000 người mỗi tháng. Ông Putin không cung cấp con số cụ thể về thương vong của Nga, nhưng khẳng định rằng tổn thất không thể khắc phục của Nga ít hơn 5 lần so với Ukraine. Tổng thống Putin cũng tiết lộ rằng hiện tại có gần 1.400 binh sĩ Nga bị Ukraine giam giữ, trong khi Nga đang giam giữ hơn 6.400 binh sĩ Ukraine. Ông cho biết Ukraine có khả năng huy động khoảng 30.000 quân mỗi tháng, nhưng không có nhiều tình nguyện viên. Ông Putin nhận định điều đó không giải quyết được vấn đề. Tất cả những người mà họ có thể huy động đều nhằm thay thế những tổn thất trên chiến trường. Ông cũng cho rằng chính Mỹ đã đưa ra ý tưởng để Ukraine quyết định hạ độ tuổi nhập ngũ nhằm huy động thêm lực lượng. Hồi tháng 4 năm nay, Kiev đã thay đổi quy định cho phép nhập ngũ ở độ tuổi 25, giảm từ ngưỡng trước đó là 27. Ukraine đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nghiêm trọng về vũ khí, đạn dược và nhân lực sau hơn 2 năm chiến sự. Kiev kêu gọi các đồng minh, đối tác phương Tây đẩy nhanh tốc độ viện trợ để chống lại đà tiến công của Moscow. Đáp lại những lời kêu gọi của Kiev, Mỹ và một số đồng minh đã đồng ý cho Ukraine sử dụng một số vũ khí nhất định để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Trước đó, phương Tây chỉ cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ trong phạm vi lãnh thổ của mình. Nga cảnh báo rằng động thái này của phương Tây cho thấy các nước này thực tế đã tham gia trực tiếp vào cuộc xung đột. Moscow cũng khẳng định rằng vũ khí phương Tây chỉ làm leo thang xung đột mà không thể giúp Ukraine thay đổi tình thế. Ông Putin chỉ trích phương Tây về thảm kịch hiện nay ở Ukraine, cho rằng mọi chuyện bắt nguồn từ cuộc đảo chính ở Kiev năm 2014 mà Nga cho rằng do Mỹ hậu thuẫn. Tổng thống Putin cũng nhắc lại việc các nhà ngoại giao Ba Lan, Đức, Pháp đã đến Kiev và ký thỏa thuận Minsk với vai trò bảo lãnh cho các cam kết giải quyết hòa bình cuộc khủng hoảng ở Ukraine. Tuy nhiên, hiện giờ các nước này lại muốn giải quyết xung đột bằng vũ khí. Mặt khác, Tổng thống Putin nhấn mạnh rằng Mỹ hoàn toàn có khả năng chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine chỉ cần ngừng cung cấp vũ khí cho Kiev. Ông Putin cho biết ông nhận được một lá thư từ Tổng thống Mỹ Joe Biden liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine và khẳng định trong lời phản hồi rằng nếu các vị muốn chấm dứt chiến sự ở Ukraine, hãy ngừng cung cấp vũ khí. Mọi thứ sẽ kết thúc sau 2 đến 3 tháng. Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc liệu cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ cuối năm nay có thể ảnh hưởng đến chính sách của Washington về Ukraine hay không? Ông Putin cho rằng điều này còn tùy thuộc vào chính quyền mới của Mỹ. Chủ nhân Điện Kremlin nhận định, nếu họ đặt lợi ích quốc gia lên hàng đầu, khi đó sẽ có một số thay đổi chính sách đối ngoại liên quan đến Nga và cuộc chiến ở Ukraine. Nga được cho là sẽ triển khai tàu chiến diễn tập ở vùng Caribe, thuộc khu vực được coi là sân sau của Washington trong mùa hè này. Theo đó, ngày 5 tháng 6, quan chức cấp cao Mỹ nói rằng Nga đang có kế hoạch điều tàu chiến và máy bay đến diễn tập hải quân ở vùng Caribe. Nhận định các chiến hạm có thể cập cảng Cuba và Venezuela trong mùa hè này, quan chức này cho hay. Đây là một phần trong đợt diễn tập quân sự thông thường của Nga. Chúng tôi dự đoán họ sẽ tăng cường hoạt động của hải quân và không quân gần nước Mỹ, kết thúc bằng cuộc diễn tập hải quân quy mô toàn cầu vào mùa thu. Đây là những động thái nhằm thể hiện Nga vẫn có khả năng triển khai sức mạnh quân sự khắp thế giới. Washington không coi đây là động thái mang tính uy hiếp, nhưng Hải quân Mỹ sẽ triển khai lực lượng giám sát cuộc diễn tập. Vị quan chức Mỹ nói, Nga điều động tàu chiến đến Tây Bán Cầu hàng năm trong giai đoạn 2013-2020. Hoạt động này sẽ tiếp tục diễn ra, dù chúng có thể khiến Hải quân Nga tiêu tốn nhiều chi phí, giữa lúc họ chật vật duy trì năng lực sẵn sàng chiến đấu và thường triển khai những tàu chiến đã cao tuổi. Hiện Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin này. Từ lâu, khu vực Mỹ Latin và vùng Caribe được coi là sân sau địa chính trị của Mỹ. Tuy nhiên, những năm qua Nga cũng tìm cách mở rộng ảnh hưởng đến những khu vực xa xôi, nhằm đưa Moscow trở lại vị thế cường quốc có khả năng thách thức Washington. Vào lúc 0 giờ ngày 5 tháng 6 giờ Moscow, phi hành gia Kononenko của Cơ quan Vũ trụ Liên bang Nga Roscosmos đang làm việc trên trạm vũ trụ quốc tế ISS đã trở thành người đầu tiên thế giới xác lập kỷ lục hoạt động tổng cộng 1.000 ngày trong vũ trụ. Ông Kononenko đã phá kỷ lục của người đồng hương Gennady Pranky, phi hành gia có tổng cộng 878 ngày, 11 giờ 29 phút và 48 giây làm việc trong vũ trụ qua 5 chuyến du hành. Hiện nay, phi hành gia Kononenko đang thực hiện chuyến du hành thứ 5 và ông sẽ đón sinh nhật tuổi 60 trên ISS. Khi kết thúc nhiệm vụ dự kiến vào ngày 23 tháng 9 năm 2024, phi hành gia Nga sẽ có 1.110 ngày ở bên ngoài trái đất. Phi hành gia Kononenko cho biết các đồng nghiệp Mỹ là những người đầu tiên chúc mừng ông nhận kỷ lục trên. Ông đánh giá kỷ lục 1.000 ngày trong không gian có ý nghĩa đối với việc phát triển nền y học vũ trụ và chuẩn bị cho các chuyến du hành liên hành tinh trong tương lai, vì nó đã mở rộng được hình dung về khả năng của con người, cũng như nhu cầu và các vấn đề ranh giới của tiềm năng cơ thể con người.
phi hành gia Kononenko thực hiện chuyến bay đầu tiên vào vũ trụ hồi tháng 4 năm 2008 trên tàu liên hợp TMA-12 khi trở về trái đất an toàn. Ông được phong danh hiệu Anh hùng Liên bang Nga và Phi công Vũ trụ Liên bang Nga. Ông Kononenko chỉ huy đội phi công vũ trụ Nga từ năm 2016. Một điều thú vị là phi hành gia này cũng là phóng viên của hãng thông tấn TASS tại ISS. Theo thỏa thuận hợp tác giữa TASS và Roscosmos, các phi công vũ trụ Nga bay lên ISS sẽ được nhận thẻ phóng viên của hãng thông tấn này. Và từ ISS, họ sẽ thực hiện các nhiệm vụ thông tin về trái đất như một phóng viên thực thụ. Các phi hành gia Liên Xô trước đây và hiện tại là Nga thống trị các kỷ lục về thời gian sống trong vũ trụ. 8 người có tổng thời gian sống và làm việc ngoài vũ trụ lâu nhất đều thuộc về các phi hành gia người Liên Xô và Nga. Vị trí thứ 9 thuộc về nữ phi hành gia người Mỹ, Peggy Whitson, với 675 ngày sống xa trái đất. Không giống các phi hành gia của Nga, các phi hành gia của Mỹ thường không làm các nhiệm vụ ngoài không gian kéo dài hơn 6 tháng. Các phi hành gia người Mỹ thường bàn giao lại nhiệm vụ ngoài không gian của mình cho các nhóm phi hành gia kế cận, thay vì kéo dài thời gian để hoàn tất công việc mới trở về trái đất. Thời gian sống trên vũ trụ càng lâu, các phi hành gia sẽ phải chịu đựng nhiều áp lực rất dữ dội, ảnh hưởng đến cơ thể. Chẳng hạn như sự phân phối của các chất lỏng trong cơ thể khiến họ rất khó để thích nghi khi quay trở lại trái đất. Nhiều phi hành gia sẽ đối mặt với tình trạng mất mật độ xương và teo cơ. Mặc dù trên trạm ISS có thiết kế phòng tập thể dục để giúp các phi hành gia có thể vận động, nhưng vẫn không thể tránh khỏi tình trạng bị mất cơ bắp và tổn thương xương khớp. Các phi hành gia sẽ phải mất vài năm để hồi phục sức khỏe hoàn toàn sau 6 tháng làm việc trên vũ trụ. Dù vậy, họ vẫn phải đối mặt với các di chứng về sức khỏe như nguy cơ gãy xương cao hơn hay nguy cơ bị ung thư. Một vấn đề khác mà nhiều phi hành gia phải đối mặt sau thời gian dài làm việc trên vũ trụ đó là những tổn thương về mặt tâm lý và cảm xúc khi họ thường xuyên phải làm việc một mình và cách xa người thân trong một thời gian dài. Do vậy, các phi hành gia sẽ phải rất dũng cảm và cống hiến hết mình để có thể làm việc kéo dài trên vũ trụ. Trong xung đột Nga-Ukraine, nhiều vũ khí được kỳ vọng nhưng đã thất bại, giống như những ngôi sao lụi tàn trong cuộc chiến tổng lực. Tờ tạp chí Phố Quân mới đây nhận định, nhiều công ty sản xuất máy bay không người lái UAV của Mỹ từng hy vọng tận dụng cơ hội tham gia vào cuộc xung đột Nga-Ukraine để tạo ra hào quang có kinh nghiệm thực chiến cho sản phẩm của mình và đạt được cả danh tiếng lẫn tiền bạc, nhưng hy vọng đã tiêu tan. Điển hình nhất là UAV lảng vảng Switchblade. Chưa đầy một tháng sau khi xung đột nổ ra vào năm 2022, Lầu Năm Góc đã phê duyệt cho công ty AeroVironment cung cấp loạt UAV lảng vảng Switchblade cho Ukraine. Trong khi đó, truyền thông Mỹ khoe rằng tên lửa hành trình trong ba lô này mang đặc điểm của cả UAV lẫn tên lửa lảng vảng có thể theo dõi, trinh sát và tấn công hiệu quả các mục tiêu di động. Nhưng thực tế chiến trường đã sớm chứng minh rằng quân đội Mỹ lạc quan hơi sớm. Những người lính tiền tuyến Ukraine phát hiện ra rằng những chiếc UAV này của Mỹ thực chất rất mong manh và không thể chống lại công nghệ gây nhiễu tín hiệu điều khiển và chặn tín hiệu GPS của Nga. Theo một lính Mỹ đã xuất ngũ, từng tham gia quân đoàn tình nguyện quốc tế và vận hành Switchblade ở chiến trường Ukraine cho biết, UAV lảng vảng này đã gặp sự cố nghiêm trọng khi đối mặt với hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Có lúc chúng không thể cất cánh hoặc cất cánh được nhưng không thể hoàn thành nhiệm vụ. Người phát ngôn của công ty AeroVironment cũng thừa nhận các biện pháp can thiệp của đối phương đã ảnh hưởng đến Switchblade. Dòng UAV này trước đây đã được sử dụng trên chiến trường Afghanistan, nhưng lực lượng Taliban về cơ bản không có năng lực phòng không và thiếu công nghệ tác chiến điện tử. AeroVironment thừa nhận họ không lường trước được việc sẽ xảy ra chiến tranh điện tử ở Ukraine. Thứ trưởng Bộ chuyển đổi kỹ thuật số Ukraine phụ trách dự án UAV, ông Jeffrey Dubinsky cũng cho biết, hóa ra những sai sót về hiệu suất của UAV quân sự Mỹ đã trở thành một vấn đề lớn. Hiện nay, lực lượng Kiev sử dụng UAV dân sự loại nhỏ, giá thành rẻ, có thể mang theo chất nổ. Về cơ bản, chúng đã thay thế hoàn toàn vai trò của tên lửa hành trình lảng vảng Switchblade. Một loại vũ khí tiên tiến khác xuất hiện trong cuộc xung đột là lựu pháo M777 155mm do Mỹ sản xuất. Chỉ vài tháng sau khi chiến sự nổ ra, quân đội Ukraine đã mất toàn bộ pháo binh cỡ lớn có trong biên chế, thậm chí phải sử dụng pháo kiểu cũ từ nhiều chục năm trước để cứu vãn tình hình. Trong bối cảnh đó, lô pháo M777 đầu tiên do Mỹ hỗ trợ Ukraine được coi là vị cứu tinh trên chiến trường. Ban đầu, quân đội Ukraine đánh giá cao về độ chính xác, tốc độ bắn, cách sử dụng đơn giản và tiện lợi trong ngụy trang, đồng thời cho rằng M777 nâng cao tinh thần của chúng tôi và làm mất tinh thần của quân đội Nga. Lầu Năm Góc tự tin vào khả năng hoạt động của M777, nhưng vì sợ làm lộ bí mật, lô đầu tiên hỗ trợ Ukraine đã bị Mỹ tháo thiết bị điều khiển hỏa lực kỹ thuật số quan trọng. Tuy nhiên, quân đội Ukraine sớm phát hiện ra rằng loại pháo này còn lâu mới có uy lực như quân đội Mỹ tự hào. M777 được khẳng định là pháo 155mm nhẹ nhất thế giới, tổng trọng lượng của pháo chưa tới 4,22 tấn,
chỉ bằng một nửa trọng lượng của các dòng pháo cùng loại và có thể vận chuyển bằng trực thăng hạng nặng của quân đội Mỹ và đã nhận được nhiều lời khen ngợi. Tuy vậy, Ukraine, quốc gia thiếu ưu thế trên không, đơn giản là không thể làm được điều này khiến M777 không khác gì pháo xe kéo thông thường. Tồi tệ hơn nữa, M777 sử dụng nòng có chiều dài gấp 39 lần cỡ đã lạc hậu, nên nó gặp khó khăn trong các trận đấu hỏa lực với pháo binh Nga. Những khuyết điểm này của M777 càng nổi bật khi so sánh với kinh nghiệm thành công của pháo tự hành Caesar do Pháp chế tạo. Hồi tháng 4 năm nay, Defense News của Mỹ đưa tin, nhà sản xuất pháo tự hành bánh lốp Caesar cho biết có chưa đến 10% số pháo tự hành Caesar mà Ukraine nhận được bị phá hủy trên chiến trường. Lý do Caesar là pháo tự hành bánh hơi, có thể thần tốc cơ động chiếm lĩnh trận địa, sau đó khai hỏa một loạt đạn khoảng từ 6 đến 10 viên, rồi nhanh chóng thu hồi, rút khỏi trận địa. Đây là điển hình của chiến thuật bắn và chạy. Các chuyên gia của công ty này cho biết, trên chiến trường Ukraine, tại những vị trí cách tiền tuyến 40 km, UAV và đạn lảng vảng của đối phương đã trở thành mối đe dọa thực sự. Nhưng Caesar có thể sống sót là nhờ tốc độ bắn nhanh và có thể sơ tán trong vòng chưa đầy một phút để tránh hỏa lực phản pháo của Nga. Thống kê của Mỹ cho thấy, quân đội Ukraine đã mất 2/3 trong số khoảng 200 khẩu pháo M777 mà nước này nhận được. Chỉ huy Cục Phát triển Vũ khí Tương lai của quân đội Mỹ, ông James Riney thẳng thắn tuyên bố, "Chúng tôi đã chứng kiến sự kết thúc hiệu quả của pháo xe kéo. Nhiều vũ khí hạng sao của Moscow cũng bị lụi tàn trên chiến trường. Ngoài hạm đội Biển Đen bị tên lửa hành trình, UAV và xuồng không người lái của Ukraine gây tổn thất nặng, thì phòng không của họ cũng bị phá hủy vì hoạt động kém. Điển hình nhất là hệ thống phòng không tầm thấp, cơ động cao Panzer S1. Ngay từ thời Liên Xô, để đảm bảo cho những cánh quân bộ binh cơ giới tấn công trong hành tiến trước sức mạnh không quân của NATO, các hệ thống phòng không dã chiến đi kèm đã nhận được sự quan tâm lớn. Kết quả là các hệ thống phòng không cơ động như Zsu-23-4, 9K33 Osa, Strela-10 và sau này là Tunguska lần lượt ra đời. Sau khi Liên Xô tan rã, nối tiếp truyền thống của quân đội Liên Xô, Nga đã phát triển hệ thống phòng không Panzer trên cơ sở kế thừa những ưu điểm vượt trội của Tunguska. Đây là hệ thống phòng không cơ động kết hợp giữa pháo phòng không 30mm và tên lửa phòng không tầm ngắn để đánh chặn mục tiêu tầm trung và tầm thấp, đồng thời kết hợp ưu điểm của cả hai để đạt được hiệu quả 1+1 lớn hơn 2. Theo tầm nhìn của quân đội Nga, khi một mục tiêu trên không tiếp cận, đầu tiên nó sẽ bị tên lửa phòng không đánh chặn. Khi mục tiêu vào tầm gần, pháo phòng không sẽ ra tay. Một xe chiến đấu Panzer S1 được trang bị cả radar trinh sát, radar dẫn bắn và thiết bị quan sát quang học, cùng 8 ống phóng tên lửa và 2 khẩu pháo. Tất cả được bố trí trên xe địa hình 4 cầu chủ động, 8x8. Theo thông tin của nhà sản xuất, tổ hợp phòng không tầm thấp này có thể bắn hạ nhiều mục tiêu khác nhau như trực thăng, tên lửa, UAV và tên lửa hành trình. Ngày nay, nhiều phiên bản nâng cấp như Panzer S2, Panzer SM và Panzer SM-SV đã ra đời và được trang bị ồ ạt cho quân đội Nga, đồng thời xuất khẩu sang nhiều nước. Trong những ngày đầu xung đột, quân đội Ukraine sử dụng UAV vũ trang TB2 nhập khẩu từ Thổ Nhĩ Kỳ để tập kích đoàn xe hậu cần đối phương nhằm cầm chân cuộc tấn công của Moscow. Khi đó, ngay cả giới quan sát phương Tây cũng cho rằng loại UAV tốc độ chậm không có tính năng tàng hình này, về cơ bản không có cơ hội sống sót khi đối mặt với hệ thống phòng không Panzer. Tuy nhiên, kết quả thực tế là đoàn xe quân sự nói trên đã bị một số UAV TB2 tấn công, hết chiếc này đến chiếc khác, và thậm chí cả Panzer cũng bị phá hủy. Sau khi tàu tuần dương Moscow của hạm đội Biển Đen bị đánh chìm, quân đội Nga đã vận chuyển hệ thống tên lửa phòng không Panzer S1 nhằm tăng cường khả năng phòng không tại đảo Rắn. Nhưng nó đã bị quân đội Ukraine phá hủy trước khi nó có thể hoạt động. Vào tháng 7 năm 2023, một đoạn video cho thấy hệ thống phòng không Panzer S1 phóng hai hỏa tiễn vào tên lửa hành trình Storm Shadow đang lao tới, nhưng không bắn trúng mục tiêu. Sau đó, một quả tên lửa Storm Shadow đã phá hủy hệ thống phòng không này. Truyền thông Nga cho rằng thiết bị điện tử của hệ thống Panzer có hiệu suất hạn chế và tên lửa của nó khó có thể đối phó với tên lửa hiện đại. Nhưng quân đội Nga cũng đang tổng kết kinh nghiệm và không ngừng hoàn thiện cả chiến thuật và kỹ thuật cho hệ thống này. Hồi đầu tháng 4 năm nay, Newsweek đưa tin hệ thống Panzer SM lần đầu tiên đã đánh chặn thành công tên lửa hành trình Storm Shadow. Ngày 5 tháng 6, trong bài phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế Saint Petersburg, FPIEF, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết Moscow có thể triển khai vũ khí để tấn công các vùng nhạy cảm trong lãnh thổ những nước cấp vũ khí tầm xa cho Ukraine, tập kích vào Nga. Chủ nhân Điện Kremlin nói, chúng tôi không ảo tưởng về điều này. Bên cạnh đó, ông cũng nhấn mạnh, Nga sẽ đáp trả bằng việc tăng cường năng lực phòng không, phá hủy các tên lửa của phương Tây. Tổng thống Putin cho rằng Ukraine có thể là bên trực tiếp tấn công Nga. Tuy nhiên, Mỹ và các đồng minh đứng sau cung cấp vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo. Nhà lãnh đạo Nga cho biết, thứ hai,
nếu ai đó cho rằng có thể cung cấp vũ khí như vậy cho vùng chiến sự. Để tấn công lãnh thổ của chúng ta, tại sao chúng ta không nên cung cấp vũ khí tương tự cho các khu vực đó trên thế giới? Để chúng được sử dụng nhằm tấn công các địa điểm nhạy cảm của các quốc gia này, chúng ta có thể phản ứng một cách bất đối xứng. Chúng ta sẽ suy nghĩ về điều đó. Ông cảnh báo nếu phương Tây tiếp tục leo thang căng thẳng, những hành động như vậy sẽ phá hủy hoàn toàn quan hệ quốc tế và làm suy yếu an ninh quốc tế. Tổng thống Putin lưu ý, nếu chúng tôi thấy rằng các quốc gia này đang bị lôi kéo vào một cuộc chiến chống lại Nga, và đây là sự tham gia trực tiếp của họ vào cuộc chiến chống lại Nga, thì chúng tôi có quyền hành động theo cách tương tự. Đây là công thức cho những vấn đề rất nghiêm trọng. Ngược lại, nhà lãnh đạo Nga nhấn mạnh nếu Mỹ và các đồng minh ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine, xung đột có thể chấm dứt sau 2 đến 3 tháng nữa. Tổng thống Nga cũng nêu ra thực tế là một số huấn luyện viên và cố vấn quân sự từ các nước thuộc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO đã được triển khai tới Ukraine và một số người đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Nga. Gần đây, trong bối cảnh Nga giành ưu thế trên chiến trường, một số nước phương Tây trong đó có Mỹ, Anh, Đức, Pháp đã cho phép Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công các mục tiêu quân sự bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, các nước này vẫn đặt ra những giới hạn nhất định để tránh xung đột leo thang vượt kiểm soát. Ví dụ, Mỹ chỉ đồng ý để Kiev sử dụng vũ khí tấn công mục tiêu ở khu vực biên giới Nga, gần tỉnh Kharkov, đông bắc Ukraine. Pháp, Đức chỉ cho phép Kiev tấn công mục tiêu quân sự mà Nga dùng để phóng tên lửa, pháo kích vào Ukraine. Moscow vẫn cho rằng động thái này của phương Tây là nguy hiểm và có thể kéo theo xung đột toàn cầu. Cuối tháng trước, ông Putin cảnh báo, leo thang liên tục có thể dẫn đến hậu quả nghiêm trọng. Nếu những hậu quả nghiêm trọng này xảy ra ở châu Âu, Mỹ sẽ hành xử như thế nào? Hãy lưu ý đến sự ngang bằng của chúng ta trong lĩnh vực vũ khí chiến lược. Liệu họ có muốn một cuộc xung đột toàn cầu?